Hoàng Nhật xin chào các bác. Em lên sóng một con máy rửa bát Nationa 60SS6. Con này là một cái con máy duy nhất có cái khử khuẩn bằng tia cực tím. Trước khi vào phần rửa thì máy phóng tia cực tím để khử khuẩn các bác nhé. Về hình thức con này thì nó có 2-3 cái chỗ vết xước. Như trên clip các bác nhìn quay các bác nhìn thấy. Em bán máy thì tất cả về vấn đề hình thức nó có như nào thì quay cho các bác vậy. Hình thức xước như thế này thì sẽ rẻ hơn những con đẹp thôi. Đấy. Chỉ có 2 vết như vậy, 3 vết như vậy là báo với các bác này. Còn toàn bộ thân vỏ bằng inox hết. Đấy. Sau khi quá trình đun nước khử khuẩn xong thì nó đang chuyển giai đoạn phun rồi. Em quay các bác tiếp về phần hình thức. Toàn bộ bọn này bằng inox hết ạ. Bền vĩnh cửu, mãi với thời gian luôn. Inox. Bền vĩnh cửu các bác nhá. Mặt này thì bằng nhựa. Đấy. Bảng điều khiển đầy đủ các chức năng, chế độ rửa, thời gian sấy, hẹn giờ. Hình thức bên ngoài thì như vậy. Bên trong con này nội thất thì khá là mới. Hình thức con này ấy, rửa nước nóng bỏng con này. Răng chỉ rất là đẹp nhé. Răng chỉ rất là đẹp luôn. Toàn bộ inox hết. Đấy, bên trong nội thất rất là sạch. Toàn bộ thân ruột inox. Để máy vừa vệ sinh xong cho lên rửa luôn này. Các cái tay cửa này nó inox. Máy Nhật. Con này khóa rộng rãi luôn, cái khoang từ tầng 1 lên tầng 2 này có cái khoảng rất là rộng thôi nhé. Riêng máy rửa bát thì các bác mua của em yên tâm về chất lượng vì cái này nằm trong cái tầm khả năng của em hết. Đấy, thì không có cái máy nào không xử lý được thì các bác cứ yên tâm mà dùng. Đây. Máy rất là lành, nó chả có cái gì để hỏng cả. Cái con này thì nó có ba cái vết này. Bình thường em bán 3,5 triệu, có 3 vết này em giảm đi 3,8 triệu, có 3 vết này em giảm đi 300, còn 3,5 triệu. Số 9, các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Giá chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn đâu ạ. Chào các bác.